Video này thì chúng ta sẽ đi chỉnh màu cho shot này. Cái bước đầu tiên á, là chúng ta sẽ đi tùy chỉnh contrast. Thì đối với cái video này các bạn thấy nè, vùng shadow highlight đúng không? Tăng highlight lên, giảm shadow về, giảm shadow về. Đó, rồi tăng mist tone lên một chút và kéo offset về một chút. Sau đó chúng ta sẽ tác động thuộc tính contrast chút. Đấy. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ tạo cho mình node serial, trục phải serial. Rồi các bạn qua loop này, muốn cho cái màu nó rực hơn, đậm hơn thì cứ sử dụng DRI đúng không? Rồi mình sẽ sử dụng cái loop thứ hai. Tiếp vào. Rồi sau đó thì mình sẽ tạo thêm trước tiên thì mình sẽ tùy chỉnh cái vùng contrast chút này. Sau đó nó hơi bị kéo về đúng không? Đẩy nó lên chút. Rồi, offset cũng vậy, đẩy lên chút. Mid tone kéo về một chút. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái node là parallel. Thì cái này là tiếng phím tắt nó là alternate pair đấy các bạn. Rồi cái này đặt tên đi ha, node label, ví dụ như là DRI. Rồi cái node số 4 này, chúng ta sẽ chỉnh màu một chút cho nó ấm lên một chút nha. Kéo qua màu vàng thôi, đúng không? Đó, kéo qua màu vàng và đỏ một chút. Rồi highlight thì mình sẽ cho nó về cyan chút. Rồi, sau đó mình sẽ tạo thêm một cái node nữa. Thì đối với cái video mẫu của mình á, thì cái node này mình cũng tùy chỉnh một chút contrast, nhưng mà cái này mình không cần, mình sẽ không tùy chỉnh contrast nha. Thì cái này sau này ví dụ như các bạn tùy chỉnh thì các bạn cứ thích cái nào thì các bạn cứ chỉnh như đó. Còn cái nhiệm vụ của mình á, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sao cho chúng ta hiểu được cái cách tùy chỉnh là chính. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái qualifier đúng không? Rồi chúng ta quét chọn này, bật cái highlight trước, quét chọn cái vùng cỏ màu xanh này đi, hút này. Đó, ồ hút thì không ra gì luôn. Rồi quét đi. Rồi sau đó chúng ta tùy chỉnh thêm những cái thuộc tính này. Có nghĩa là chúng ta đang lấy vùng chọn đấy các bạn, đúng không? Rồi tăng blur lên, tăng blur lên, tăng denoise lên. Đó. Rồi tăng cái thuộc tính này lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ tắt cái highlight này đi. Các bạn sẽ tác động những cái thuộc tính trong color wheel, cái bánh xe màu này. Thì đầu tiên thì mình sẽ tác động phần highlight trước. Đẩy highlight lên. Thì để cho các bạn hình dung dễ hình dung hơn á, thì mình sẽ bật cái Image White lên để cho các bạn dễ hình dung hơn nè ha. Chúng ta tùy chỉnh nó sẽ nhanh hơn. Rồi ví dụ như giờ mình sẽ đẩy highlight lên. Đó, đẩy highlight lên chút. Rồi mid tone để coi thế nào. Rồi mid tone thì đẩy qua một chút thôi. Nó hơi nghiêng về ring nha, nghiêng về ring chút. Và offset, offset thì chúng ta giảm một chút về cyan. Một chút thôi, để cho nó giống với cái video mẫu thôi. Đấy, đúng không? Của mình hơi ám xanh đúng không? Ám xanh một chút. Ám xanh một chút thì mình reset lại cái mist tone này. Đẩy lên chút phần yellow và red. Rồi offset thì chúng ta cũng tác động một chút về yellow các bạn. Rồi chúng ta giảm cái sơ xanh xuống, giảm sơ xanh xuống chút. Đấy, kiểu như vậy. Rồi mấy cái bông này nó màu tím rồi gì đây đúng không? Rồi sau đó các bạn tắt cái Image White này đi. Rồi ví dụ như các bạn muốn cho những cái bông này nó có màu chút đúng không? Thì chúng ta thử
thử hút ở thuộc tính của Hesersen nè, hút ở đây, tăng ở đây. Đó, tương tự Heluminan. Hút nó chút Heluminan ha. Đó. Hoặc là Huê mình sẽ tác động với thuộc tính Huê chút. Đó. Rồi. Thì mình sẽ đi khoanh vùng cái hai cái con hàng việc lành lạnh Internet S. Các bạn sử dụng cái Windows nè, Cycle, để mình chỉnh cho sao cho cái background nó sẽ không nổi hơn so với hai công việc này, đúng không? Chứ hiện tại cái background nó khá là đậm, tông màu cũng khá là đậm, cho nên công việc chúng ta nó bị chìm đi. Rồi sau đó chuột phải chọn S Outside. Rồi trước tiên thì mình sẽ đi thì chỉnh cái background, giảm cái thuộc tính của con trắc nó xuống, đúng không? Để cho nó chìm xuống, giảm xuống. Đó, thì lúc này cái công việc chúng ta nó đã nổi hơn rồi, đúng không? Nó nổi hơn rồi. Rồi offset cũng giảm một chút, mix tone cũng giảm một chút, highlight cũng giảm một chút. Rồi sau đó hai bài việc của mình nè, mình sẽ đẩy bao lên chút. Ô, không được, cái này không nên đẩy cái này các bạn. Chuột phải để reset lại. Chúng ta sẽ tác động cái thuộc tính của offset, đẩy offset lên chút. Đó, để cho nó sáng hơn chút này. Đó, con trắc nó cao hơn chút rồi đấy. Rồi chúng ta chọn lại cái bow window. Các bạn có thể là cho cái vùng outside nó ra một chút, cái shop á, để cho nó không có được, không bị gắt, đúng không? Rồi hai bài việc này bắt đầu chuyển động đâu, đúng không? Cho nên chúng ta đâu cần trắc đâu. Đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ tác động highlight chút cho nó sáng hơn chút nữa nè, và qua lại đây. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi, đúng không? Ship đây nè. Rồi Ctrl F để phóng lớn lên, đúng không? Rồi vậy là mình đã đi tùy chỉnh xong rồi đấy các bạn. Rồi bấm phím ESC để thoát, hoặc là Ctrl F lại. Đó là những cái bước mà mình sử dụng cái thuộc tính tùy chỉnh, như là sử dụng lút nè, chỉnh màu, tắt bóc, rồi khoanh vùng.